Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Mình xin tự giới thiệu thì mình là Sang. Hôm nay thì vẫn là chủ đề về micro. Sang muốn giới thiệu với mọi người một cái dòng micro đến từ một cái thương hiệu đình đám của Đức. Đó chính là chiếc micro Sennheiser E935. Sennheiser vốn là một cái nhà hãng nổi tiếng chuyên cung cấp các thiết bị micro cao cấp sử dụng cho các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thì micro Sennheiser E935 với việc được sản xuất trực tiếp tại Đức mang những cái linh kiện cao cấp cũng như là chất lượng âm thanh cho ra cũng vô cùng cao. Vì vậy thì micro sẽ hoàn toàn phù hợp cho những anh chị có nhu cầu ca hát chuyên nghiệp hơn một tí. Thì trước mặt mình đây chính là chiếc micro Sennheiser E935. Để cho mọi người có cái nhìn kỹ hơn về cái dòng sản phẩm micro này, mình sẽ phối hợp chiếc micro này ra. Ok mọi người, thì mình vừa khui hộp chiếc micro Sennheiser E935 ra xong. Thì bên trong hộp sẽ bao gồm một chiếc micro. Ngoài ra thì nhà hãng cũng cho chúng ta một túi đựng micro làm bằng vải, một sách hướng dẫn catalog và một thanh giá đỡ micro. Thì nói về thiết kế của chiếc micro này thì mình nhận thấy thì micro có trọng lượng cũng như là cái chiều dài sẽ là nặng hơn và dài hơn so với chiếc micro SUA E58 mà mình đã review trước đó. Thì trọng lượng thật của micro là 354g và cái chiều dài cũng như là cái đường kính của micro là 151 x 47. Thì bên ngoài micro được sơn phủ một lớp sơn màu đen bên trên với logo nhà hãng Sennheiser, mã sản phẩm E935. Thì đầu mic được nhà hãng thiết kế với một cái lớp sơn ngã màu bạc. Thì micro này được làm từ chất liệu là kim loại nguyên khối, giúp cho người sử dụng cảm giác trông khá là chắc chắn cũng như là cầm khá là đầm tay. Thì micro Sennheiser E935 với thiết kế mẫu cực KDOS, tức là mẫu cực hình trái tim. Ngoài ra thì góc hướng âm là góc hướng âm một hướng từ người nói đến micro. Ngoài ra thì micro sẽ không thu âm thanh ở phía sau cũng như hai bên micro. Điều đó giúp cho chúng ta có thể giảm thiểu tối đa được cái tiếng ồn xung quanh. Thì đặc biệt ở chiếc micro này chính là cái khả năng thu âm thanh ra cực kỳ tốt, âm thanh cho ra cực kỳ chân thật, rõ nét. Điều đó micro sẽ hoàn toàn phù hợp đối với một số mục đích như là giảng dạy cũng như hội họp, diễn thuyết, thuyết trình. Đặc biệt thì ở chiếc micro này có cái khả năng là hoạt động cực kỳ ổn định, bền bỉ trong môi trường khí hậu thời tiết khác nhau. Nhờ vào bên trong nhà hãng đã thiết kế cho chúng ta một cái củ 500 đen neodymium và boron. Ngoài ra thì bên trong chiếc micro này còn được tích hợp một cái cuộn home booking. Thì cuộn home booking này thường được ứng dụng trong các ngành hàng không. Thì chức năng của cái cuộn home booking này chính là giúp cho micro giảm thiểu được tối đa nhiễu sóng điện từ các thiết bị như là điện thoại cũng như là loa hoặc là các nguồn nhạc phát. Thì micro có cái dải tần hoạt động từ 40Hz cho đến 18.000Hz. Với độ nhạy là trừ 51 dB, một cái độ nhạy cũng khá là ok. Thì micro này sẽ cho chúng ta một cái giọng hát nhẹ nhàng, giọng hát sáng nhưng không gây chói, rõ ràng, chân thật và chi tiết, tô điểm lên được cái chất giọng của người hát. Thì với chiếc micro Sennheiser E935 thì micro hoàn toàn phù hợp đa dạng với các giọng hát như là giọng nữ cao, giọng nam trầm hoặc là giọng của một đứa bé khoảng 10-12 tuổi hát thì micro đều phục vụ một cách tốt nhất. Thì với chiếc micro Sennheiser E935 thì đây sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho những cái mục đích như là các buổi biểu diễn sân khấu bán chuyên nghiệp như là acoustic hoặc chuyên nghiệp trên những cái sân khấu lớn. Còn một điểm đặc biệt mà mình quên nói đó chính là chiếc micro này còn có cái khả năng chống chịu va đập cực kỳ tốt so với những dòng micro khác. Nổi bật ở đây chính là cái khả năng mà khi mà chúng ta lỡ làm rớt micro xuống đất thì thông thường đối với những cái dòng micro khác thì cái tiếng va đập nó sẽ gây cho chúng ta một cái âm thanh vô cùng khó chịu. Thì ở đây nhà hãng cũng đã thiết kế cho chúng ta những cái công nghệ bên trong thì giúp giảm thiểu được tối đa những âm thanh khi mà rơi rớt. Thì đó là những thông tin của chiếc micro mà mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ test thử chất âm của chiếc micro này. Tôi thấy lặng lẽ vương sao hè, tôi thấy ngày ấy tiễn đến đây, tôi thấy thành tháng như mây trời dần dần cứ xa rời tôi. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình yên nào nghe trời, gần lắm sao vơi vời tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Lối về quanh có chẳng nếu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết người âu lo rồi bỗng mai hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong ngày. Ok, thì mọi người mình vừa test xong qua cái chiếc micro E935. Thì nếu như mọi người cảm thấy video này hay, hãy bấm like và subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.